Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long. Tập 182. Chương 1811. Nhìn xem, ông ấy đến rồi. 2. Ừm, vậy cảm giác của cô thật đúng là chậm tiêu. Chi tiết nhỏ trong mộng, lúc đầu cũng rất dễ dàng bị bỏ qua. Chuẩn bị tâm lý xong chưa? Nằm mơ nhiều năm đến như vậy, cũng nên đến lúc phải tỉnh. Ta có nhớ đội trưởng ngài từng nói với ta, nếu như trong mộng thật dễ chịu, cũng không cần phải chấp nhất với hiện thực. Lời đề nghị mà mình cảm thấy sẽ để cho người ta khỏe mạnh mà có thái độ sống tích cực thường thường sẽ gặp phải sự phản cảm của đối phương. Có lẽ quan hệ giữa chúng ta lúc ta nói ra câu nói kia đã không giống như lúc này, cho nên đối với những người không liên quan, có thể khuyên họ ngồi cũng đừng khuyên họ đứng, có thể khuyên họ nằm cũng đừng khuyên họ ngồi. Có biết định nghĩa của giấc mộng là gì không? Là trôi qua sự tốt đẹp trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Philomena, cô đã nằm mộng lâu đến như vậy cũng đủ để cho rất nhiều người hâm mộ. Trong mắt của Philomena lộ ra sự trầm tư, thật lâu sau, nhẹ gật đầu, ngài nói đúng. Thời gian đang trôi qua từng phút từng giây. Trong lúc đó, Karen châm thêm 3 điếu thuốc lá. Thật ra, Alfred đã chuẩn bị cho mình thuốc trị liệu linh hồn, nhưng nói như thế nào đây? Hiệu quả không có tốt bằng cái thứ thuốc lá của Lôi Đình Thần Giáo này, bởi vì thứ mình cần là hiệu quả tê liệt, cũng không phải là thuốc trị liệu. Mình cũng không thể đến bệnh viện giáo hội để kiểm tra vết thương trên linh hồn này. Cũng không tiện để giải thích. Cuối cùng, tiếng đập cửa truyền đến. Vào đi, Richard đẩy cửa ra. Karen hỏi, xem ra bà lão của chúng ta đến đây để đón cháu gái về nhà sao? À, không phải, người tới là chủ giáo Dauphinen. Karen và Philomena cùng đi xuống dưới lầu, ở đầu cầu thang, Ventura và Murray đang đứng ở nơi đó. Đội trưởng, Karen nhẹ gật đầu với bọn họ, tiếp tục bước xuống dưới. Ánh mắt của Philomena dừng lại trên người của Ventura và Murray một hồi, đi theo bước chân Karen. Chờ sau khi hai người đã đi xuống, Ventura thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, hôm nay đội trưởng cho tôi cảm giác không giống như trước đây. Cảm giác trước đây là gì? Một người anh lớn. Ventura mím môi, một người anh lớn giúp đỡ cho tôi. Vậy hôm nay đúng là không giống nhau, con người đều sẽ thay đổi. Sẽ thay đổi. Ventura lắc đầu, tôi nghĩ, có lẽ sau ngày hôm nay trôi qua, không bao lâu nữa thì ngài Alfred sẽ dẫn Philomena đến khán thính phòng của trang viên Ellen. Murray có hơi chút kinh ngạc, nghi ngờ nói, là Alfred nói cho cậu biết à? Không phải. Ventura nhìn xem Murray cười cười, là bởi vì vừa mới nãy lúc đội trưởng đi xuống, cho tôi một loại cảm giác như khi nhìn ảnh chân dung trong phòng khách ấy. Hôm nay đội trưởng không phải đi chấp hành nhiệm vụ, cũng không phải chỉ đơn giản bảo vệ cho thuộc hạ, mà là đi bảo vệ cho tín đồ của ngài ấy. Tôi rất tò mò vì sao cậu sẽ nói như vậy. Murray đưa tay đặt ở trên đầu Ventura mà xoa xoa. Anh nên đọc bút ký của ngài Alfred nhiều hơn đấy, Murray. Tôi đang đọc. Nhập tâm mà đọc, nếu không, thì theo như cái câu nói mà ngài Alfred hay dùng. Ventura làm một cái mặt quỷ với Murray, ngay cả góc khuất phủ mạng nhện trên tranh tường cũng sẽ không có chỗ cho anh đâu đấy. Bên ngoài tòa nhà tổng bộ có một chiếc xe limousine đang đỗ, từ bên ngoài có thể nhìn thấy ở hàng ghế sau có một người đàn ông mặc thần bào chủ giáo đang ngồi. Chủ giáo Dauphinen, xếp hạng tương đối gần cuối ở đại khu thành phố, nhưng cũng là chủ giáo. Đứng ở cửa là một tên quan hầu. Karen chống dù lên, đi xuống bậc thang tòa nhà, dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua Philomena. Philomena đi xuống, núp vào trong dù của Karen. Cô thậm chí có chút tò mò mà ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt dù ở phía trên. Quan hầu mở miệng nói, chủ giáo nhà ta đã đáp ứng yêu cầu của phu nhân Finser, tự mình đến đây để đón tiểu thư Philomena về nhà. Gia tộc Finser đã tiêu vong, nhưng dù sao cũng là đã từng là gia tộc đại chủ giáo thế gia của đại khu, lực ảnh hưởng của gia tộc vẫn còn đọng lại một ít cho tàng. Chủ giáo Dauphinen đã từng đảm nhiệm chức quan hầu cho ông cố của Philomena. Karen mở miệng nói, làm phiền chuyển lời cho ngài chủ giáo, Philomena là đội viên của tiểu đội ta, ta sẽ tự mình đưa cô ta về nhà. Quan hầu nhìn về phía Karen, dùng một loại thái độ trông rất lễ phép nhưng lại mang theo sự kiêu căng nói, đội trưởng Karen, đây là ý của ngài chủ giáo. Ngươi biết ta là ai?
làm sao có thể không biết ngài đâu chứ? Quan hầu vẫn mang theo vẻ mặt như lúc trước. Được thôi, ý của ta là, ta đưa cô ta về nhà, không cần làm phiền đến ngài chủ giáo. Đội trưởng Karen, xin ngài tôn trọng mệnh lệnh của chủ giáo nhà ta. Quan hầu tăng cao âm lượng lên một chút, đây là việc nhà của gia tộc Fincher, người ngoài cũng không tiện nhúng tay. Ta không có ý định nhúng tay vào, ta chỉ là muốn đưa thuộc hạ của ta về nhà. Mặt khác, xin đi chuyển lời cho chủ giáo nhà ngươi, ta là một con chó dại đấy, ta hôm qua mới tận mắt thấy chủ giáo Dorfus Nathan tự sát ở trước mặt ta đấy. Lời nói của tên quan hầu sững lại, ngược lại mang theo tức giận, hỏi, đội trưởng Karen đang uy hiếp chủ giáo đấy sao? Karen cười nói, ngươi có thể lớn giọng hơn một chút nữa, sau đó giúp ta hô to lên một lần để thông báo rằng, đối tượng điều tra tiếp theo của đòn roi kỷ luật là gia tộc của chủ giáo Dauphinen, nếu như ngươi có thể đưa ra quyết định này giúp cho vị chủ giáo của ngươi. Ngươi, khí thế của tên quan hầu lập tức siêu xuống, lập tức quay người chạy hướng về phía chiếc xe limousine kia. Chỉ chốc lát, xe limousine rời đi, quan hầu chạy chậm trở về, chủ giáo nhà ta nói, vậy thì đành phải vất vả cho đội trưởng Karen. Chương 1812, nhìn xem, ông ấy đến rồi, à. Karen nhẹ gật đầu, đưa tay, xốc lên cái mũ che của bộ áo mưa mà tên quan hầu này đang mặc. Để mặc cho nước mưa xối lên trên đầu mà mặt mũi của hắn, nhớ kỹ, ở chỗ này, ngươi không có tư cách để nói chuyện lớn tiếng. Vâng, ta đã nhớ rõ. Karen dẫn theo Philomena đi tới chỗ chiếc xe Benz cũ của mình. Chiếc xe này Neo vẫn nói sẽ mang đi cải tiến, đến bây giờ còn chưa chuẩn bị cho tốt. Philomena ngồi vào tay lái phụ, nhìn xem tên quan hầu bước đi trong màn mưa, nghi ngờ nói, thì ra bây giờ chúng ta đã có thể dùng thái độ cứng rắn như vậy sao? Lúc trước không thể, sau khi Dorfus chết đi, mới được một chút thôi. Karen một vừa khởi động xe vừa tiếp tục nói, chủ yếu vẫn là do người trong nhà của cô cũng chẳng còn lại mấy người. Vị chủ giáo kia cũng chỉ đến để ứng phó một chút, cho bà của cô phần thể diện cuối cùng mà thôi, cho nên cũng không cần phải làm căng với bọn chó dại chúng ta. Chủ giáo, nếu không được phía trên gật đầu, đâu phải là mục tiêu mà chúng ta nói miệng là sẽ điều tra được. Philomena nhẹ gật đầu, thì ra là như vậy. Tính năng của chiếc xe Benz cũ này vẫn vô cùng đáng tin. Sau khi chạy đến vùng ngoại thành, con đường bắt đầu biến thành vũng bùn, cuối cùng dừng lại trước một khoảng đất trống. Nhà Fincher đã đến, chỉ có điều ánh mắt thường không thể nhìn thấy. Đến rồi, cô đi vào trước đi, ta hút xong điếu thuốc rồi vào sau. Đội trưởng, ta có nhớ ngài từng nói, nhà ta không nối đường dây điện thoại, liên lạc với ta vô cùng phiền phức, gửi quạ đen cần phải gửi thêm vài con. Nếu như cô muốn mà nói, có thể trùng tu ngôi nhà lại một chút, ta sẽ để chủ nhiệm của chúng ta liên hệ cho đội thi công đã trang trí phòng làm việc của ta. Đội trưởng, ngài có cảm thấy đốt nó đi thì tốt hơn không? Đốt chỉ là đốt cho người ngoài nhìn, trong lòng mình còn có nó hay không, chỉ có bản thân mình rõ ràng. Philomena mở cửa xe ra. Karen nhắc nhở, mang đồ theo. Philomena cầm lấy dù che mưa, mở ra. Karen lắc đầu, thứ ta nói là đao. Philomena cầm đao ác mộng lên, nhìn xem Karen, nói, đội trưởng, hôm nay ngài không giống với lúc trước đây. Mới cảm giác được sao? Đúng vậy, giống như đánh giá ngài đã dành cho ta, ta phản ứng rất chậm tiêu. Đi thôi. Vâng, đội trưởng. Philomena quay người, tay trái cầm dù, tay phải cầm đao, đi về hướng nhà của mình. Lúc cô đến gần, khoảng đất trống không trước mặt, hiện ra một căn biệt thự tồi tàn rách nát. Karen ngồi ở trong xe thì đưa tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt mặt mình, nói một câu cảm khái với chính bản thân, hôm nay không thể để cho ông nội mất mặt, áp lực đúng là lớn nhỉ. Nhìn vào kính chiếu hậu, để nó soi ra gương mặt của mình, nhìn chính mình trong gương, Karen tự giễu nói, hình tượng của ông nội thật là lớn nhỉ. Để cho tính tình của ta hôm nay cũng lớn gan hơn. Philomena mở cửa ra, cánh cửa gỗ xưa cũ phát ra tiếng ma sát vừa chói tai mà lại kéo dài. Trong phòng khách, có rất nhiều người đang ngồi, rất náo nhiệt. Có người đang đọc báo, có người đang uống cà phê, có người đang tán gẫu, có người đang dệt áo len. Đều là người quen, những người quen trên ảnh thờ. Nhìn xem nào, mọi người nhanh nhìn xem, ai đã về rồi này, à. Là Philomena đáng yêu của chúng ta, ha ha.
Phu nhân Finzer hiếm khi thay một bộ lễ phục như ngày hôm nay, trên mặt hé nụ cười, kêu gọi đám người trong phòng khách cùng đến chào đón một cô gái cầm theo thanh đao về nhà. Đến đây nhanh nhanh chào hỏi mọi người đi, đây là ông cố của cháu, đây là ông của cháu, đây là bác cả của cháu, còn đây là bác hai, đây là... Phu nhân Finzer không sợ người khác làm phiền mà giới thiệu từng bước từng bước. Những con rối này thì biểu hiện ra vẻ mặt tương ứng để phối hợp. Philomena đã từng giúp bà nội của mình thu thập vật liệu chế tạo con rối, còn tự mình đi giúp một tên khôi lỗi sư khác để dọa dẫm bảo tàng gốm Lê Ma. Đó cũng là lần thứ hai cô và Karen gặp nhau sau cuộc tuyển chọn. Bây giờ, mục đích mà bà nội cô chuẩn bị những con rối này đã lộ ra, bà nội của cô từ rất sớm đã chuẩn bị cho bữa tiệc gia đình này. Đội trưởng nói đúng, mộng nên thức dậy, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến bản thân đắm chìm vào trong mộng một lần cuối cùng. Philomena bắt đầu chào hỏi với những người ở đây, những người này đều là người của gia tộc Finzer, là trưởng bối của cô. Gia tộc Finzer đã từng vô cùng phồn thịnh, thế gia truyền đời mà nắm giữ vị trí đại chủ giáo của đại khu thành phố York, nhưng lại đứt đoạn chỉ trong một đêm. Đến đây, con trai, hôm nay cho phép ngươi lên bàn ăn cơm. Philomena để ý tới, cha mình ngày bình thường chỉ có thể nằm dưới gầm bàn mà ăn đồ ăn rơi vãi, hôm nay cũng được trải chuốt, thay quần áo mới, tóc cũng trải vuốt lại. Nhưng cha ngồi ở bên cạnh bàn ăn, hai tay vẫn khoác lên trước người, thỉnh thoảng hít hít cái mũi, đầu lưỡi duỗi ra, nước bọt chảy ra ngoài. Lúc này ánh mắt của phu nhân Finzer rơi vào thanh đao trên tay của Philomena. Thanh đao này có chút quen mắt nhỉ? Ngài có biết nó không, bà nội? Để ta xem một chút. Phu nhân Finzer xích lại gần, đao ác mộng, ha ha ha, vũ khí của bà ta làm sao lại ở trên tay của cháu thế? Mượn. Ai, rất tốt, nhìn thấy nó, tựa như là thấy được một người quen, thấy được một người quen, sẽ không tự chủ mà nghĩ về quá khứ. À, cũng trong một buổi chiều mưa như hôm nay, trong nhà đang tổ chức bữa tiệc hội tụ của gia tộc. Khi đó ta đẩy cửa sổ ra, thì ngạc nhiên trông thấy, ông ấy thế mà chủ động tới nhà tìm ta. Ta kích động mà gọi ông nội của cháu ra, nói, cha nhìn xem, người đàn ông mà ta thật sự yêu đến chết kia đã đến rồi, hắn tới cửa mà tìm ta, hắn tới tìm ta. Phu nhân Finzer nói, tay cũng đẩy ra cửa sổ, bà ấy tựa như muốn cố gắng biểu hiện ra sự hưng phấn khi nhìn thấy người đàn ông kia đến nhà cho Philomena thấy. Cửa sổ đẩy ra, bà ấy nhìn thấy dưới màn mưa, bóng dáng một người đàn ông đang bước về phía này. Bởi vì trời mưa, bóng dáng có chút mơ hồ, nhưng cảm nhận tựa như trùng lặp với hình ảnh trong ký ức trước đây. Karen đi đến trong sân nghe được tiếng mở cửa sổ, dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn. Anh trông thấy một bà lão đang đưa tay mà hưng phấn chỉ về phía mình, nước mưa che lại những âm thanh khác, nhưng có thể thấy được vẻ mặt của bà lão, vừa khóc lại cười. Phu nhân Finzer che lấy lồng ngực của mình, nức nở nói, nhìn xem, ông ấy tới rồi. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1813, đau thật đấy, 1. Nước mưa không ngừng xối trên mặt dù, phát ra tiếng vang như đang gõ lên những chiếc trống nhỏ. Trong sân mặc dù có đường mòn bằng đá xanh, nhưng ở trên đang có nước mưa không ngừng chảy xuống, gần như cao hơn cả giày. Lại càng đi vào trong, nước mưa và nước bùn tựa như càng ráo riết hơn, giống như là một hồi hòa âm, dần dần hợp tấu cùng nhau. Karen đưa tay đặt ở trên cái chốt cửa đã rỉ sét từ lâu, nhẹ nhàng xoay nó. Nắm cửa có thể xoay, nhưng cửa không mở được, chắc cũng không phải là bị khóa trái, mà chỉ đơn giản là bị hỏng. Lui về sau nửa bước, nâng giày lên, khống chế sức lực. Ầm. Cửa cứ như vậy mà bị đá văng, tiếng cọ sát chói tai truyền đến, giống như là có người đang cầm phấn mà cà lên trên bảng. Cất bước đi vào, phía sau cửa bỗng giống như bị gió mạnh thổi vào. Ầm. Cửa bị đóng lại, tiếng mưa rơi và âm thanh ào ào bên ngoài cũng bị ngăn cách. Từ ồn ào náo động cho đến trầm mặc yên tĩnh, hoàn cảnh chuyển biến có chút quá nhanh, nhanh đến nỗi Karen cũng là dừng lại một chút để điều chỉnh. Trước cửa có chút bẩn, ở vị trí khuất trong góc hẳn là cố ý bố trí chỗ để trồng nấm, để tiện cho lúc ở trong bếp cần thì không cần phải chạy ra khỏi nhà. Đi đi vào phòng khách, trên từng chiếc ghế, những con rối đang ngồi cũng không phải quá giống với người thật,
bởi vì bên trên khuôn mặt có dấu vết phân cách rất rõ ràng, nếu như ở buổi tối mở một chiếc đèn bàn mà nhìn về bọn chúng, sẽ rất đáng sợ. Trên mặt bàn có đặt rượu, cà phê và một chút điểm tâm, giống như là vừa mới tổ chức một bữa gặp mặt rất náo nhiệt, hoặc là nói. Thật ra bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, đang diễn ra. Karen tìm một ghế trống, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên nệm ghế, quay người ngồi xuống. Điều chỉnh tư thế một chút, nhấc chân lên, tựa như đã hòa nhập vào trong bầu không khí của những con rối này. Ngay sau đó, Karen móc gói thuốc lá ra, rút ra một điếu thuốc lá cắn vào trong miệng, châm thuốc, hít sâu một hơi. Một mặt là vì trấn an vết thương lâu lâu sẽ tái phát trên linh hồn của mình, một phương diện khác cũng là muốn tạo ra thêm cho căn phòng này một chút mùi hương tươi mát. Nơi này cực kỳ nhớp nháp, mặc dù nội thất trưng bày rất quý giá, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác phía trên bị phủ bởi một lớp sáp, mà lại không phải trạng thái cố định, nó có thể chảy xuống bất cứ lúc nào. Philomena, lớn lên trong hoàn cảnh như thế này sao? Karen lại hít một hơi thuốc lá, cơ thể dựa vào phía sau, vừa từ từ phun ra vòng khói vừa tiếp tục đánh giá bốn phía xung quanh. Anh đã đến đấy, nhưng không hoàn toàn đến được đây. Chủ nhân có vẻ cũng không phải là rất hoan nghênh vị khách như mình, có điều Karen cũng không cảm thấy uất ức vì không được chào đón. Dù gì nếu như không đề cập tới ông nội mình trước đây từng có ân oán gì với cái nhà này, tóm lại là do ông nội mình nguyền rủa. Đứa cháu trai mình hôm nay đến cửa, nếu như được nhiệt tình nghênh đón, ngược lại sẽ cảm thấy không được thích ứng. Điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay vẫn còn đang cháy, một cái tay khác của Karen bưng lên một ly rượu trên bàn, nâng đến trước mặt mình, nhẹ nhàng lắc lắc. Rượu đỏ và thân ly chiếu ra hình ảnh khác biệt với trong phòng khách lúc này. Có người đang đùa giỡn, có người đang khiêu vũ, còn có người đang hưng phấn mà kéo đàn accordion. Ngay sau đó, một bà lão đưa mặt đến thăm dò, khóe miệng mang theo ý cười khiến cho người ta sợ hãi. Bà ta có vẻ muốn nói cái gì, nhưng Karen lại trực tiếp hất ly rượu đỏ trong tay xuống trên mặt thảm quý báu như bị bao phủ bởi một lớp sáp kia. Mẩu thuốc lá trong tay vứt vào trong ly còn chứa một chút rượu đỏ ở trong, đặt lên trên bàn. Ngay sau đó, hai tay Karen khoanh lại rồi đặt ở trên đầu gối của mình, hai mắt nhắm nghiền. Bà cháu hai người, hẳn là còn có lời muốn nói, vậy thì chờ bọn họ nói xong. Mình là khách chắc chắn phải để cho chủ nhà cảm thấy thuận tiện. Hô hấp của Karen dần chậm lại, anh thật sự đang định chợp mắt nghỉ ngơi. Nhưng mà đúng lúc này, trên lầu truyền tới âm thanh nhấp nhô như một quả bóng rơi xuống. Một lần, hai lần, ba lần. Karen nghe rất rõ ràng, nhưng anh không có mở mắt ra, cũng không có động tác gì khác. Anh đã trải qua không biết bao nhiêu lần đấu trí trong không gian ý thức, đã sớm có đầy đủ kinh nghiệm để phân tích các ảo cảnh này. Anh biết rõ, một khi mình tiến vào và phản hồi lại tiết tấu của đối phương bày ra, như vậy thì đối phương có thể kéo mình vào nơi mà họ muốn. Đối phương là muốn tiếp đãi mình, cũng không định làm ngơ mình, nhưng nếu như bữa tiệc tổ chức trong phòng khách, đối phương rõ ràng là muốn sắp xếp để mình ở trong phòng này mà chơi đùa một mình. Karen lựa chọn cự tuyệt, nhưng âm thanh của quả bóng rơi xuống đất lại bắt đầu dần dần trở nên càng ngày càng gần, gần đến tựa như là đang dán vào cạnh tai của mình. Karen thở dài, anh muốn dùng phương thức không hiểu để ám chỉ mình đang từ chối lòng tốt của chủ nhà, nhưng vấn đề là chủ nhà trực tiếp bắt lấy cánh tay của mình. Anh mở mắt, hình ảnh trước mặt không còn là phòng khách lầu 1, hẳn là phần hành lang đầu lầu 2. Một cô bé mặc váy màu vàng ngồi quỳ dưới đất, ném quả bóng về một người đàn ông cũng đang quỳ bò trên đất. Quả bóng lăn đến trước mặt người đàn ông hé miệng, dùng miệng ngậm lấy, sau đó ngồi thẳng người, lập tức nhảy người, hất cổ lên, quăng quả bóng về lại phía của cô bé. Quả bóng lại lăn trở về trước mặt của cô bé. Cô bé cầm lấy quả bóng, nhìn cha của mình đang ngồi ở đối diện hưng phấn mà chảy nước bọt. Ngay sau đó, cô bé hướng ánh mắt của mình về phía bà nội đang ngồi đan len gần đó. Bà nội khi thì cúi đầu nhìn xem kim khâu trong tay, khi thì ngẩng đầu mang theo nụ cười từ ái nhìn xem hai cha con đang chơi đùa. Thật ra cô bé rất không muốn chơi cái trò chơi này, nhưng cô nhất định phải chơi, bởi vì hôm nay bà của cô muốn có cảm giác này. Sau đó, lại là trò chơi ném bóng giữa hai cha con. Chương 1814, đau thật đấy, 2. Vị trí của Karen vừa lúc đối mặt với phu nhân Finser, bốn người ở đây tạo thành bố cục của một hình thoi. Đối với phu nhân Finser,
Karen cũng không cảm thấy quá hứng thú, trái lại anh là đang rất nghiêm túc quan sát Philomena khi còn nhỏ. Cô ta lúc này, trên mặt còn mang theo vẻ ngây thơ, nhưng đã còn thừa lại không nhiều. Bà nội, cháu không muốn chơi. Cuối cùng cô bé lấy dũng khí cố ý ném bóng sang một hướng khác, quả bóng kia lăn đến dưới chân của Karen. Cháu phải ngoan, là bé ngoan thì, đầu tiên phải học được cách vâng lời. Cái kim dệt trong tay phu nhân Finzer bay lơ lửng. Karen thì, cúi đầu xuống, nhìn về phía quả bóng nhỏ đang lăn đến chân của mình. Đang lúc anh chuẩn bị đưa tay muốn nhặt nó lên thì quả bóng kia bỗng nhiên biến thành mặt của phu nhân Finzer. Hai con ngươi của bà ta bỗng nhiên nhô lên, ngay sau đó hai cái kim dệt phá vỡ con ngươi của bà ta mà bay ra, không có máu vẩy ra, ngược lại là cảm giác giống như một tấm vải bị xé rách. Phụt, phụt, hai con ngươi của Karen bị xuyên thủng, hai cái kim dệt này giống như là hai cây đinh dài, xuyên thấu qua đôi mắt của Karen, gióng dính anh vào cái ghế sau lưng. Tích đáp, tí tách, máu tươi, không ngừng chảy tràn xuống từ khóe mắt Karen, thuận theo cánh tay, lại lan tràn tới bàn tay, cuối cùng theo đầu ngón tay mà chảy xuống đất. Hắn để cho ta nghĩ đến một người. Phu nhân Finzer khom người, nhìn hướng đằng trước, mặc dù trước mặt bà ta không có cái gì cả. Philomena đứng ở bên cạnh của bà nội mình, ở trong tầm mắt của cô, tựa như trông thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi trên ghế không nhúc nhích. Máu tươi thì đang không ngừng chảy xuống, dần dần đọng lại thành một vũng phía dưới. Nhưng khi cô chớp mắt, bóng người kia lại không thấy đâu nữa, muốn nhìn thấy lại một lần nữa nhưng lại cảm thấy giống như là có một lớp vách ngăn, chèn ép về phía tầm mắt của mình. Có chút cảm giác tương tự, nhất là lúc mở cửa sổ ra khi nãy, ta thật sự tưởng rằng là ông ấy tới, nhưng trên đời này, làm sao lại có thêm một ông ấy, không có khả năng. Phu nhân Finzer đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mình đầy nếp nhăn già nua của mình, nhưng ta biết, ông ấy đang chờ ta, vẫn luôn đang chờ ta. Ta sẽ đi tìm ông ấy. Ta sẽ đi gặp ông ấy. Ta muốn nói cho ông ấy biết mình nhớ nhung ông ấy dường nào. Ông ấy giống như là một chùm sáng, lóa sáng cả nửa cuộc đời của ta. Nhưng cho dù quần áo có đẹp đẽ mới mẻ đến đâu cũng đều không xứng với cảnh tượng khi ta gặp mặt ông ấy. Cho nên, ta hy vọng mình có thể trở nên trẻ trung. Có thể lấy dáng vẻ khi còn trẻ, đứng ở trước mặt của ông ấy, kể cho ông ấy nghe mọi điều trong lòng ta suốt từng ấy năm qua. Philomena, cháu có thể giúp đỡ bà nội hoàn thành tâm nguyện này sao? Từ nhỏ cháu đã nghe lời bà nội nhất mà, có đúng không? Philomena lắc đầu, nói, bà nội, cháu muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi này. Phu nhân Finzer cười, làm sao cháu có thể rời đi, cái người đưa cháu đến đây đã chìm sâu vào trong này, nhưng mà cũng không quan trọng. Chờ sau khi bữa tiệc gặp mặt trong nhà kết thúc, ta sẽ đánh thức hắn ta dậy. Dù gì thì hắn còn phải đưa cháu gái yêu quý của ta rời khỏi nơi này, không phải sao? Ngài ấy sẽ gặp chuyện sao? Philomena hỏi. Cháu đang quan tâm hắn. Ha ha, có thể sẽ để lại một chút bóng ma trong tâm lý, nhưng nếu như chúng ta có thể tăng tốc lên một chút thì vấn đề cũng không lớn. Thế nhưng mà bây giờ ta còn có không ít lời muốn nói với cháu, cho nên không nhanh được đâu. Hắn chính là cái tên Karen kia phải không? Hoàn toàn chính xác. Còn dễ nhìn hơn lúc thấy trên báo, là một thằng nhóc đẹp trai đây, cháu gái của ta có phải thích hắn hay không? Philomena lắc đầu, không thích hắn. Thật ra thì cũng không có gì mà phải ngượng ngùng cả, phụ nữ thích đàn ông đẹp trai cũng tương tự như đàn ông thích phụ nữ xinh đẹp vậy, là chuyện không thể bình thường hơn. Hắn cũng cực kỳ đẹp trai, thật đấy, ha ha, bà nội, có thể kết thúc rồi sao? Philomena từ từ giơ lên đao ác mộng trong tay của mình. Ai? Finzer phu nhân thở dài, bà nội đang hy vọng cùng cháu từ từ bước hết đoạn đường cuối cuộc đời này, tại sao cháu lại không thể hiểu được dụng tâm của bà nội chứ? Cháu hẳn là học được cách biết ơn, Philomena, thật đấy, cháu phải học được cách biết ơn. Cháu muốn bà chết, càng nhanh càng tốt, đúng là sáng sủa hơn so với trước đây một chút. Phu nhân Finzer duỗi lưng một cái, hôm nay cũng xem như là gia tộc tụ hội, người nên tới cũng đã tới, người không nên tới cũng để cho hắn yên tĩnh một mình đi. Tiếp đó, hẳn chuyện của ta và cháu gái ngoan của ta đã đến thời điểm nên báo đáp cho bà rồi. Trả lời ta, cháu sẽ cam tâm tình nguyện đứng ở nơi đó mà để bà nội hành động sao? Sẽ không. Vậy trước tiên cháu có thể cúi đầu nhìn xem thanh đao kia trong tay áo. Philomena cúi đầu xuống,
phát hiện trong tay mình vốn đang cầm đao ác mộng hiện tại lại trở thành một cây sáo dọc. Điều này có nghĩa rằng cô đã bị bà nội của mình kéo vào tầng khác của giấc mộng. Ở chỗ này, ý chí của bà nội cô có thể sửa đổi tất cả. Phu nhân Fincher duỗi tay ra, cầm lấy cây sáo dọc trong tay của Philomena. Lúc ngươi vừa ra đời, đã thích khóc giống, dùng kim đâm ngươi, ngươi khóc. Dọa ngươi, ngươi cũng khóc, ta vốn cũng không uy hiếp được ngươi, ngươi vốn cũng chẳng sợ ta, nhưng tiếng khóc của ngươi thật là để cho ta phiền lòng đấy. Cho nên, ta cầm lên một cây sáo dọc, thổi lên. Ngươi nói xem có kỳ lạ hay không, thổi cây sáo dọc này thì ngươi lập tức không khóc nữa. Nên ta dùng nó để dỗ ngươi, để ngươi không còn khóc giống, mãi cho đến khi ngươi dần dần lớn lên. Bắt đầu sợ hãi kim trong tay ta, bắt đầu sợ hãi giọng điệu của ta, bắt đầu sợ hãi ánh mắt của ta. Cây sáo dọc này cũng không còn được thổi lên. Thời gian đã lâu, đúng là có chút nhớ. Đừng trách bà nội, mặc dù lúc bà nội sinh các bác và cha của ngươi, nhưng bà nội chưa từng chăm sóc chúng một ngày. Có người làm có thể giúp ta chăm sóc. Lúc đến lượt ngươi, bên người không ai có thể giúp một tay, cũng chỉ có thể để ta tự mình chăm. Mặc dù nhiều lần muốn dứt khoát bóp chết ngươi cho xong việc, nhưng sau khi suy nghĩ, cuối cùng vẫn là nhịn được. Ngươi có còn muốn nghe lại âm thanh này không? Phu nhân Fincher giơ cây sáo lên, đặt ở bên miệng, bắt đầu thổi. Tiếng sáo du dương vang lên, Philomena bắt đầu nhào về phía bà nội của mình, dao găm và đoản kiếm không ngừng biến đổi trong tay. Nhưng bà nội cô rõ ràng gần ngay phía trước, nhưng lúc cô ra tay thì lại trở nên cách xa như vậy. Các bạn đang nghe truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1815, đau thật đấy, à. Thật lâu sau, phu nhân Fincher cười, bà ta nhìn xem Philomena đã bắt đầu thở dốc, nói, ta không tin tưởng cháu gái của ta chỉ chuẩn bị như thế này vì hôm nay. Ngươi chắc cũng rõ ràng, chiến trường thật sự của chúng ta là ở trong mộng, mà không phải là hiện thực. Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, hiện thực chính là mộng, thật ra ngươi cũng không có cái gì để mà lưu luyến, bởi vì trong hiện thực ngươi mãi mãi cũng không phải là đối thủ của bà nội mình. Philomena trầm giọng nói, ta đã nằm mộng lâu như vậy, hiện tại, ta muốn tỉnh lại. Vừa dứt lời, sàn nhà bên người Philomena bắt đầu nhanh chóng rạn nứt rồi khuếch tán ra hướng phía ngoài, đèn treo trên đỉnh đầu bắt đầu rung lắc dữ dội, giấy dán tường bắt đầu chóc ra, tất cả mọi thứ xung quanh đều giống như cái gương vỡ nát mà bắt đầu trở nên méo mó. Đừng có mơ. Phu nhân Fincher giơ cây sáo dọc trong tay lên, đánh về phía trước. Ầm, phốc. Philomena phun ra một ngụm máu tươi, quỳ rạp một gối xuống dưới đất. Vốn dĩ mọi thứ đang vỡ nát, vào lúc này nhanh chóng khôi phục, cuối cùng biến trở về dáng vẻ ban đầu. Cháu gái ngoan của ta, ngươi đã cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và bà nội chưa? Phu nhân Fincher từ từ bước về hướng Philomena đang quỳ rạp trên đất, vừa đi vừa tiếp tục nói. Cái này không phải là bởi vì bà nội nằm mộng lâu hơn ngươi, mà là bởi vì ngươi cho rằng thứ mà mình tiếp nhận từ nhỏ đến lớn gọi là đau khổ sao. Sự đau khổ thật sự, chỉ có bà của ngươi là ta mới có thể hiểu được. Phu nhân Fincher đưa ngón trỏ ra, nhắm ngay giữa trán của Philomena. Gâu, gâu, gâu. Đúng lúc này, một người bò dưới đất lao đến. Khóe miệng của phu nhân Fincher giật một cái, xoay người, giơ sáo dọc lên, đâm vào lồng ngực của người đàn ông, dính chặt hắn xuống trên sàn nhà. Ao, ao. Người đàn ông lè lưỡi, cơ thể không cách nào lại động đậy, nhưng vẫn nghiêng mặt như cũ, nhìn xem Philomena đang quỳ sát ở phía trước, tay nắm chặt lại, thỉnh, thoảng lại chạm đến đế giày của con gái. Ngươi chỉ là một con chó thôi, thật sự nghĩ rằng nó là con của ngươi sao? Phu nhân Fincher phát ra nụ cười giễu cợt đối với con trai đang nằm trong vũng máu của mình. Tốt, tới đi, bà nội biết, ngươi có một giấc mộng độc lập, chuyên để lại cho bà nội, ta sẽ xem đây là quà mà ngươi tặng cho người bà nội này. Giống như là đứa bé xây lâu đài cát trên bãi biển, kéo tay của người lớn rồi chỉ vào căn phòng này là cho ai ở, căn phòng này thì cho ai ở. Đến đi, dắt bà nội đi tham quan một chút nào. Đầu ngón tay của phu nhân Fincher đâm vào giữa trán Philomena, cơ thể của Philomena bắt đầu run rẩy kịch liệt. Bên cạnh, cha cô nằm dưới đất, trong mắt rướm lấy nước mắt. Rốt cục, không còn run rẩy nữa. Tới đi, bà nội đi cùng với ngươi.
Ánh mắt của Philomena mờ mịt mà đứng người lên, trước hết cúi đầu, nhìn thoáng qua cha mình bị cây sáo đóng dính trên sàn. Ngao, ngao, tay của cha nắm kéo ống quần của cô, giống như đang giữ lại. Ngay sau đó, Philomena vừa nhìn về phía bên cạnh mình. Cùng với máu tươi đang không ngừng chảy ra từ giữa trán, tầm mắt của cô dần dần bị màu đỏ bao trùm. Cô nhìn thấy một người thanh niên trẻ tuổi bị đóng đinh ở trên ghế, không nhúc nhích. Ngươi vẫn thích hắn, đúng không? Phu nhân Finster nói. Philomena cực kỳ chất phác mà lắc đầu, trả lời, ngài ấy không giống với những người khác. Trên mặt phu nhân Finster lộ ra nụ cười hiền lành của bậc trưởng bối, tình yêu cũng bắt đầu giống như thế. Đây không phải tình yêu, có ít người, trên người họ có ánh sáng. Nhìn đi, ngươi tìm được cảm giác giống nhau như đúc với bà nội năm xưa, chúng ta không hổ là bà cháu ruột nhỉ. Nhưng mà, Philomena dừng một chút, ai sẽ ngủ được khi đèn đang mở. Phu nhân Finster sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt của bà ta càng trầm xuống, tựa như là đang hoài nghi trạng thái lúc cháu mình nói lời này. Nhưng mà sự hoài nghi của bà ta không thể nào được chứng thực, bởi vì cháu gái của mình từ trước đến nay đều nói chuyện theo kiểu này. Ngươi sẽ không hiểu được, đứng cạnh ánh sáng cũng là một niềm hạnh phúc, sẽ chói mắt. Philomena đi về phía phòng tắm, rất nhanh, bên trong truyền ra âm thanh nước chảy. Phu nhân Finster cúi đầu xuống, nhìn xem người đàn ông chó đang thoi thóp kia, nói, con trai, trong lòng của mẹ, bỗng nhiên có một loại cảm giác thấp thỏm đấy, ha ha. Tiếng nước dừng lại, Philomena không mảnh vải che thân bước ra từ trong phòng tắm, bình thường lúc ở nhà, cô đều như thế này. Cũng chính là khi tắm trong văn phòng của Karen, cô biết Karen không thích, cho nên mới sẽ vẽ vời thêm chuyện đóng cửa. Philomena đi vào phòng ngủ của mình, phu nhân Finster đi theo đằng sau cô. Trên giường, chỉ có một lớp nệm, không có chăn cũng, không có gối, càng không có khả năng có những thứ như gấu bông. Philomena cũng chẳng lau khô người, ngửa mặt nằm ở trên nệm, nước trên người bắt đầu nhuộm dần ra phía ngoài, tóc rối tung, giống như là một đóa hoa hồng màu đen. Phu nhân Finster ở một bên khác cũng nằm xuống, có điều bà ta là nằm nghiêng, nhìn xem cháu gái của mình. Ngủ đi! Hai mắt Philomena nhắm nghiền, phu nhân Finster cũng nhắm hai mắt lại. Răng rắc, tất cả xung quanh đều biến thành màu xám. Trong một vùng tối tăm mờ mịt, trên sàn nhà truyền đến âm thanh xô xô soạt soạt, người đàn ông giống như con chó kia, dùng móng vuốt nắm lấy khe hở trên sàn nhà, cứ thế mà kéo lê cơ thể của mình. Từng chút một bò vào phòng ngủ, những nơi hắn bò qua đều để lại vệt máu màu nâu đậm, ở giữa thì là một cái rãnh, là vết ma sát của cây sáo dọc kéo lê trên sàn. Cuối cùng thì hắn cũng bò tới trong phòng ngủ của con gái mình, nhưng hắn không có ngừng lại mà là tiếp tục bò về phía gầm giường, cuối cùng hắn bò tới một vị trí mà trước đây hắn thích ngủ nhất. Con gái mình ngủ ở trên giường, hắn cuộn cong người lại ngủ ở dưới gầm giường, hắn cảm thấy hắn có thể ngủ rất ngon ở nơi này. Sau khi điều chỉnh xong tư thế, ho ra thêm một ngụm máu tươi, hắn vừa không cách nào tự đè xuống vết thương trên ngực đang chập trùng lên xuống, vừa phải ép buộc mình nhắm mắt lại. Tách, đèn, hoàn toàn tắt, một màu đen kịt. Chốc lát, tách. Một chùm sáng chiếu xuống, chiếu vào một nơi hẻo lánh, tựa như là một khu vực vốn hoàn chỉnh, cứ thế mà bị tách ra một vùng. Rất nhanh, ở nơi đó hiện ra một cái ghế và người thanh niên bị đóng đinh ở trên ghế kia. Từng sợi xiềng xích trật tự tràn ra từ vị trí thành ghế, dần dần bao trùm toàn thân người thanh niên, khí tức đậm đặc của trật tự cũng theo đó mà chảy ra, hoàn toàn bao phủ cơ thể của người thanh niên. Thời gian dần trôi qua, cơ thể tỉnh lại từ trong trạng thái cứng đờ, hắn từ từ giơ lên hai tay, để hai tay của mình bắt lấy hai cái kim đang đâm vào trong hai con ngươi của mình. Ai? Một tiếng thở dài phát ra từ bên trong miệng của người thanh niên, có thể nghe ra sự bất đắc dĩ và không tình nguyện. Hô, hô, hô. Sau một hồi hít thở điều chỉnh ngắn ngủi, lại giống như đang im lặng thầm đếm 3, 2, 1. Phốc, phốc. Hai cây kim bị người thanh niên rút ra từ trong hốc mắt của mình, phía sau lưng cũng rời khỏi thành ghế, ngồi thẳng người dậy. Máu tươi ở chỗ hai mắt cũng bắt đầu rút về, vết thương trong hốc mắt sau đó cũng khôi phục rất nhanh, hết thảy đều cứ ngỡ như chưa từng xảy ra, đương nhiên, tất cả quả thật cũng đều chưa từng xảy ra. Nhưng hai tay Karen vẫn đang nhẹ nhẹ tự xoa ánh mắt của mình, vừa xoa vừa không ngừng hít vào. Chậc, đau thật đấy.
Chương 1816, Nguyên rủa thật sự, 1. Karen thừa nhận tạo nghệ của phu nhân Finser ở trên phương diện huyễn cảnh, nhưng nói như thế nào đây, bà ta chỉ đơn giản là bỏ lại mình ở trong phòng khách. Có chút thiếu tôn trọng đối với những thứ mà mình từng trải qua, tối thiểu nhất là chủ giáo Dofford vừa mới nằm vào quan tài mà chưa kịp chôn cất chắc chắn sẽ không hài lòng. Chỉ tiếc rằng chủ giáo Dofford đã chết đến không thể nào hoàn toàn hơn nữa. Bằng không thì ông ta chắc chắn nâng đầu gối của mình lên, dùng đế giày mà đạp mạnh vào vách quan tài để cho thấy sự phẫn nộ của mình. Con đường mà mỗi người bước đi không giống nhau, cho nên sẽ có sở trường của riêng mình, mà năng khiếu của Karen. Cho tới nay thật ra đều là linh hồn của anh, bởi vì chỉ cần đề cập đến linh hồn của mình, sẽ mãi mãi không tách rời khỏi con chó ở trong nhà kia. Có thể là bởi vì số lần nhắc đến nó quá nhiều, cho nên đầu của nó đến bây giờ vẫn không cách nào mọc ra lông cho nên vẫn chọc lóc. Cảm giác bây giờ, đau thật đấy. Philomena sao có thể quên nhắc nhở mình rằng bà nội cô ta thích đâm vào mắt của người khác chứ? Sớm biết thì mình nên tự chuẩn bị một bình thuốc nhỏ mắt mà mang theo, con mắt bây giờ còn rất khô khốc và khó chịu. Đưa tay sờ về phía túi, móc gói thuốc lá ra, lấy ra một điếu, cắn vào bên trong miệng, lúc chuẩn bị cầm bật lửa châm thuốc. Karen dừng lại một chút, thuốc nhỏ mắt không cần thiết mang theo, mang lên xe, mang xuống xe cũng không mang vào nơi này được. Cũng tương tự, cái thuốc lá của lôi đình thần giáo mà mình xem như thuốc trừ ho cho linh hồn này có hút cũng không có ý nghĩa, tất cả đều là giả. Hút thì có thể có mùi vị đấy, dù gì mình cũng đã từng hút, nhưng vậy hoàn toàn là đang tự lừa gạt bản thân. Đứng người lên, tay sờ lên trên cổ nhẹ nhàng vuốt vuốt. Mặc dù bốn phía xung quanh bao gồm cả mình bây giờ đều là giả, đang ở trong một huyễn cảnh đặc biệt, nhưng xúc cảm về mọi thứ xung quanh vẫn rất tinh tế và tỉ mỉ. Tinh tế tỉ mỉ đến mức ngay cả sự bày trí trong căn biệt thự cũ nát này, mặc dù nhớp nháp, nhưng vô cùng tả thực. Nên biết rằng nơi này chỉ là một tầng của giấc mộng, mà còn là một tầng được bỏ lại khi chủ nhân của nó đã rời đi, nhưng vẫn có thể duy trì chi tiết đến như vậy. Ánh sáng yếu ớt dùng Karen làm tâm điểm bắt đầu dần dần phát tán ra, nhìn xem dấu vết trên sàn nhà giống như dùng cây lau sàn mà vệt ra một vết máu, Karen đi theo nó vào phòng ngủ. Trên giường trong phòng ngủ, phu nhân Finser đang ôm Philomena, hai bà cháu đã tiến vào trong giấc mộng ngọt, ngào. Dưới giường còn một người nằm co ro. Karen ngồi xổm xuống nghiêng người qua, cố quan sát người ở dưới giường kia, lồng ngực của hắn còn đang không ngừng chập trùng lên xuống. Vết thương rất nặng, nhưng khuôn mặt của hắn rất bình tĩnh. Karen là biết Philomena có một người cha giống như chó, nhưng ít ra bây giờ trên khuôn mặt của hắn khi đang ngủ say cũng nhìn không ra sự khác thường nào. Ngồi dậy, Karen đi đến một bên còn lại của Philomena, ngồi xuống bên giường. Cơ thể Philomena trần truồng, làn da của cô rất trắng, là loại rất khỏe mạnh và đầy đặn, nếu như không cởi quần áo ra thì thật sự cũng không nhìn ra được. Lúc này, cũng không có gì mà không thể nhìn. Ở trong văn phòng lúc Philomena tắm, Karen yêu cầu cô chú ý riêng tư là không sai, nhưng bây giờ là trong lúc giống như khi chấp hành nhiệm vụ, rất sớm trước đây thì Paya và Fanny đã dùng hành động thực tế để dạy cho Karen về đạo lý này. Huống chi, cái này còn không phải hiện thực, đây là mộng. Karen đưa tay đặt ở bên miệng, ngáp một cái, vết thương linh hồn tất nhiên sẽ mang đến loại cảm giác mệt mỏi này. Nhưng mà nếu không phải trực tiếp ra tay đánh nhau trong hiện thực thì vấn đề không lớn. Đây cũng là nguyên nhân mà anh để Philomena xuống xe và đi vào trước, đợi đến khi hai bà cháu họ bước vào trong mộng cảnh. Sau đó mình bước vào, phu nhân Finser đối đãi mình, chỉ có thể sử dụng huyễn cảnh để chiêu đãi. Về phần trình độ đánh nhau của bà ta trong hiện thực, đừng nói rằng bây giờ linh của Karen đang bị trọng thương nên việc sử dụng thuật pháp vô cùng không tiện. Xem như không có bị thương và mình vừa mới tiến giai lên phán quyết quan, ra tay đánh nhau với bà lão này, trong lòng Karen cũng không có chút nào nắm chắc. Dù sao thì cho dù không đề cập tới quá khứ thế gia đại chủ giáo huy hoàng của nhà Finser, bà ta cũng là nhân vật mà bà ngoài tiếp xúc trong quá khứ, rất khó để tưởng tượng ra thực lực cụ thể của bà ta. Dù sao, mình tới bây giờ cũng không thăm dò rõ ràng thực lực của bà ngoại cuối cùng là đạt đến mức độ nào. Một lần ấn tượng duy nhất có lẽ là mình có một lần vốn đứng ngoài cửa nhà Richard mà không bước vào. Ai biết vừa mới xoay người đã nhìn thấy bà ngoại vốn nên ở trong nhà đang len lại trùng hợp xách theo giỏ rau trở về nhà, giả bộ như vừa đúng lúc mà nhiệt tình kéo mình vào nhà làm khách.
Karen quan sát một hồi, phát hiện bất kể là Philomena hay vẫn là phu nhân Fincher thì vẻ mặt của họ đều rất tự nhiên. Anh không vội mà đi vào, bởi vì anh rõ ràng Philomena có sự chuẩn bị của riêng mình, xuất phát từ góc độ đánh cờ. Mặc kệ Philomena có thể thành công hay không, nhưng để Philomena tiêu hao trước, trong thời khắc cuối cùng thì mình tiến vào, hiệu quả và lợi ích mới là cao nhất. Dù gì thì trong mắt của phu nhân Fincher, nhân tố ngoài ý muốn như mình đã bị bà ta sắp xếp ổn thỏa. Đứng người lên một lần nữa, Karen đi đến cửa sổ phòng ngủ, đẩy cửa sổ ra. Karen vốn đang muốn để một chút nước mưa và gió lạnh lùa vào, để con mắt khô khốc của anh ẩm ướt một chút. Nhưng phía ngoài mưa to sau khi đẩy cửa ra trong chớp mắt lại biến thành một vùng thảm cỏ xanh và ánh nắng tươi sáng. Ở nơi xa, có một người phụ nữ đang cưỡi một con ngựa trắng mà phi nhanh, bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên thấy không rõ lắm gương mặt của người phụ nữ kia. Nhưng Karen cảm thấy cho dù ở khoảng cách rất gần, cũng vẫn không thể thấy rõ, bởi vì khu vực phía xa xa kia có cảm giác mơ màng như sương khói. Khung cảnh này không khỏi làm cho Karen nghĩ đến cảnh mình và Eunice cưỡi ngựa trong trang viên Ellen trước đây. Hoặc là, có lẽ thứ giống nhau không phải là cảnh tượng, mà là không khí. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1817, Nguyên rủa thật sự, 2. Thói quen nghề nghiệp của đời trước khiến Karen cảm thấy rất hứng thú với chi tiết trong giấc mộng của người khác. Bởi vì con người trong lúc thức thích nói dối và ngụy trang, nhưng ở trong giấc mộng, thường thường sẽ mất đi sự phòng bị của bản thân. Karen do dự một chút, vẫn xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, đặt chân xuống vùng đồng cỏ này. Ở nơi xa, bóng người cưỡi ngựa không còn là như ẩn như hiện, trở nên rõ ràng hơn so với trước rất nhiều. Nhưng bãi cỏ dưới chân Karen lại bắt đầu trở nên xốp mềm, dần dần biến thành một vùng đầm lầy, hai chân Karen lúc này đã hõm xuống. Nhưng mà Karen cũng không lựa chọn phản kháng, mà là nhắm mắt lại, cả người ngã về phía sau. Phù phù. Đầm lầy màu xanh lá giống như ngay lập tức biến thành hồ nước, cả người Karen chìm vào trong đó. Ồ, không có cảm giác khi đang ngâm mình trong nước, càng không có cảm giác ngột ngạt như bị chôn sống, Karen cảm thấy mình vừa mới lật người lại. Phía dưới lại quay trở lại thành một bãi cỏ xanh tươi, bốn phía xung quanh tràn ngập hương thơm đặc hữu của mùa xuân. Karen còn chưa kịp đứng lên, một cặp móng ngựa đã xuất hiện ở bên trong tầm mắt của anh. Người xa lạ, trên người ngươi có một thứ cảm giác để ta thấy rất quen thuộc. Giọng nói của một cô gái trẻ tuổi truyền đến từ phía trên. Ta là một bác sĩ. Karen vừa đứng lên vừa trả lời, nếu như cô cảm thấy ta rất quen, vậy thì chứng minh rằng bây giờ cô cần ta. Ha ha, ý của ngươi là ta đang bị bệnh đấy à? Không phải thì sao? Ngươi biết không, ta chưa từng nghĩ tới, sẽ có bác sĩ đến đây để khám bệnh. Ta sẽ chỉ xuất hiện ở nơi mà ta cần. Được rồi, bác sĩ, mời ngươi nói cho ta, ngươi tên là gì? Ta tên là Karen. Hừ, chưa từng nghe nói đến cái tên này. Inmarise, ngươi, lặp lại một lần nữa. Xoạch, xoạch. Karen nhảy vào từ cửa sổ, hai chân trở lại mặt sàn trong phòng, trên người còn mang theo cỏ vụn. Anh bắt đầu theo thói quen mà phủi phủi quần áo, đồng thời anh cũng nghe thấy âm thanh mài răng ở dưới gầm giường phía sau lưng. Karen xoay người nhìn lại, vẻ mặt của hai bà cháu đang nằm trên giường lúc này ngược lại vẫn không có gì thay đổi như cũ. Karen đi đến bên giường một lần nữa, giơ tay lên, một sợi xiềng xích trật tự bay ra từ trong lòng bàn tay của anh. Sau khi vòng quanh cơ thể Philomena một lần, cuối cùng nhẹ nhàng vờn quanh cái cổ trơn bóng của cô. Karen hơi có chút kinh ngạc, anh tin tưởng Philomena hẳn là cảm giác được khí tức của mình, theo lý thuyết. Cô hẳn là phải chủ động buông ra tất cả sự chống cự theo bản năng để mình tiến vào. Bây giờ cô ta đã không có chút phản ứng nào, chỉ có thể có nghĩa rằng, trong giấc mộng của cô đã mất đi quyền chủ đạo. Hai mắt Karen nhắm nghiền, xiềng xích trật tự rút khỏi cổ của Philomena, sau khi xoáy một vòng trên không trung, bỗng nhiên hướng xuống phía dưới, trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của Philomena. Giống như là khi tiến vào căn biệt thự rách nát này, khóa cửa xảy ra vấn đề, mặc dù không khóa trái, nhưng lại mở cửa không ra được, chỉ có thể dùng chân mà đạp. Trên giường trong căn nhà gỗ nhỏ, Philomena mở mắt ra. Đồng thời,
bên tai truyền đến âm thanh của bà nội mình, một căn nhà gỗ nhỏ rất tinh xảo, trách không được ngươi từ trước đến nay không có yêu cầu gì với phòng ngủ của mình. Cũng không thích đồ chơi gì cả, thì ra ở trong giấc mộng của ngươi, những thứ nên có trong phòng ngủ thì cũng đều có. Chỉ có điều là nhìn chúng khó tránh khỏi có chút ngây thơ, giống như là trong tranh vẽ minh họa trong sách cho thiếu nhi vậy. Ôi, thật sự là không nghĩ tới rằng cháu gái đã lớn như vậy, vẫn còn giống như là một đứa trẻ. Bàn tay khô héo nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt của Philomena, sau đó lúc cô còn chưa đứng dậy, bà nội của cô đã bước xuống giường trước một bước. Philomena lập tức ngồi dậy. Phu nhân Finzer phát hiện bữa sáng trên bàn gỗ, bà ta chủ động đưa tay cầm lấy một cái bánh mì đưa đến bên miệng cắn một cái, hương vị cũng không tệ lắm. Ngay sau đó, phu nhân Finzer cúi đầu xuống, bà ấy trông thấy từ giữa hai chân mình nhô ra một khuôn mặt, là một khuôn mặt giống như đúc với mình, đang cọ vào ống quần của bà ta, phun ra đầu lưỡi, giống như một con chó lấy lòng mình mà xin đồ ăn. Trên thực tế, ở đây bà ta là một con chó. Ha ha, ha 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 ha. Phu nhân Finzer cười phá lên, cười đến nỗi nước mắt đều chảy ra. Bà ta đưa tay lấy một miếng bánh mì nướng đưa đến trước mặt mình, mình dưới bàn lập tức hé miệng, cắn miếng bánh mì nướng bắt đầu nhai ngốn nghiến. Thì ra bà nội trong giấc mộng của ngươi là như thế này. Philomena trầm mặc không nói. Có điều, cái này cũng không để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao thì cũng là cháu gái ruột của ta, ta cho phép ngươi có một chút tính khí của bản thân. Chúng ta dù sao cũng đều là người, dù sao cũng nên là có một chút đặc quyền để nổi giận, không phải sao? Phu nhân Finzer quay đầu, nhìn về phía Philomena đang ngồi ở bên giường, nhưng ta vẫn nói một câu trước đó, ngây thơ, vẫn là ngây thơ như cũ. Trên vị trí trán của Philomena xuất hiện một chấm đen, cổ của cô ngẩng lên, hai bàn tay nắm chặt. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng màu xám tràn ra từ giữa trán của cô, vẻ mặt trở nên linh động hơn lúc trước không ít. Cô đứng người lên, đi về phía bà nội của mình. Không sai, có thể đột phá ra khỏi cấm chế của ta, hoặc là nói, ngươi là cố ý muốn để ta tiến vào trong giấc mộng của ngươi, thế nhưng mà cần gì phải làm vậy chứ? Dù sao thì mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ lựa chọn tiến vào. Ngươi không hiểu bà nội của mình, cho dù ngươi đã sống cùng ta nhiều năm như vậy rồi nhưng ngươi vẫn không hiểu ta như cũ. Biết nguyên nhân mà ngươi ngây thơ bắt đầu từ đâu không? Trong thế giới của một người trưởng thành, không nên chỉ có đơn thuần yêu và hận, ít nhất cũng không nên biểu hiện một cách ngay thẳng và đơn giản đến như vậy. Chương 1818, nguyên rủa thật sự, a. Philomena lắc đầu, giơ tay lên, chỉ về phía bà nội của mình, cực kỳ bình tĩnh nói, thế nhưng mà nơi này là mộng. Trong chốc lát, từng sợi dây leo màu xanh lá bò ra từ trong nhà gỗ, nhanh chóng leo lên trên người của phu nhân Finzer, trói buộc bà ta lại. Nơi này là giấc mộng của Philomena, ở trong mộng của cô, lẽ ra cô nên có quyền chủ động cao hơn. Philomena tiếp tục nhấc cánh tay của mình lên, phu nhân Finzer thì từ từ bị nhấc bổng, hai chân rời khỏi sàn nhà. Bà nội, nếu như hiện thực và giấc mộng đều như thế, đều là theo phong cách tả thực và chi tiết, vậy giấc mộng đó nó có ý nghĩa gì để mà tồn tại cơ chứ? Philomena siết chặt nắm đấm, sợi dây leo nhanh chóng đi vào, buộc chặt quanh người của phu nhân Finzer, sức ép kinh khủng của dây leo nhanh chóng tạo nên những âm thanh ma sát với từng nơi nó chạm vào. Nhưng cảnh tượng bị nghiền thành từng khối vụn trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, sau khi ép lại đến một mức độ nhất định thì có vẻ như mọi thứ đã ngừng lại, mà trên khuôn mặt của phu nhân Finzer cũng không có lộ một chút vẻ mặt kinh hãi nào. Ngây thơ là tính cách buồn cười nhất trên đời này. Ngươi thật sự nghĩ rằng ở trong giấc mộng thì ngươi sẽ có tư cách nằm xuống để hưởng thụ sự bình yên rồi sao? Ông, dây leo vỡ tan, toàn bộ ngôi nhà gỗ nhỏ vào lúc này cũng bắt đầu run rẩy một cách dữ dội, tất cả đồ đạc bày biện trong nhà cũng bắt đầu nghiêng lắc đi. Ngay cả cái bàn cũng đổ trên mặt đất, âm thanh của những chiếc đĩa vỡ tan rơi từ trên xuống. Trong nhà gỗ, chỉ có hai người là phu nhân Finzer và Philomena vẫn duy trì tư thế đứng thẳng như cũ, cứ ngỡ như sự tồn tại của họ hoàn toàn không chịu sự ảnh hưởng từ cảnh vật xung quanh. Bên cạnh hai người đều xuất hiện những đường vân lít nha lít nhít, khuếch tán dần ra ngoài giống như một cái mạng nhện. Cả hai là người của cùng một gia tộc, cùng một huyết mạch, Philomena lại là do tự tay phu nhân Finzer, mặc dù phương thức dạy dỗ trẻ em của bà ta cần bị phê phán. Cho nên,
hai người bây giờ gần như đang dùng phương thức giống nhau như đúc để tiến hành quyết đấu bên trong giấc mộng thì đây cũng là một chuyện không thể bình thường hơn. Cùng theo thời gian dần trôi qua, ba cháu hai người đã để hoàn cảnh xung quanh tràn đầy những đường vân, sức mạnh của hai bên cùng đan xen vào một chỗ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, không phân khác biệt. Sau đó, Philomena hành động, tay trái của cô mở ra, trong tay ngưng tụ ra một ngọn thương trật tự, thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt phu nhân Finser, mũi thương đã trực tiếp đâm về phía mặt của phu nhân Finser. Thân hình của phu nhân Finser chỉ trong chớp mắt, phát ra âm thanh như tấm da bị xé nát, cả người biến mất. Philomena mau chóng đuổi theo, đi ra phía bên ngoài của nhà gỗ. Phu nhân Finser xuất hiện bên trong vườn rau, Philomena chuẩn bị lại vọt về phía bà ta một lần nữa, bà ta lại giơ tay lên, ra hiệu cháu gái mình nhìn lên bầu trời một chút. Philomena ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Lúc trước trong nhà gỗ nhỏ, mình cùng bà nội tranh giành quyền khống chế ở nơi đó, nhưng thật ra là sức mạnh ngang nhau. Lúc này mới có thể bảo đảm hai người có thể tiến hành chém giết ngang sức nhau trên cùng một tiêu chuẩn cơ bản. Còn không thì nếu một bên chiếm giữ quyền chủ đạo của giấc mộng mà nói, thì bên đó sẽ là chúa tể của giấc mộng, không thể nào chiến đấu gì nữa. Nhưng bây giờ, bầu trời đã bị một tấm mạng nhện khổng lồ bao trùm hoàn toàn. Mình và bà nội tranh đấu trong ngôi nhà gỗ nhỏ, nhưng bà nội lại giống như là vừa dùng một ngón tay để chơi đùa với mình vừa thuận tay bao trùm và nắm giữ cả mộng cảnh này. Philomena thở ra một hơi dài nhẹ. Nhóm, cô biết sự chênh lệch giữa mình và bà nội là rất lớn, nhưng cô thật sự không ngờ tới, sẽ lớn như thế. Ta đã nói cho ngươi từ sớm, năng lực mà huyết thống gia tộc của ngươi ban cho ngươi là để ngươi có thể xem giấc mộng như là hiện thực, ngươi vốn có thể trưởng thành càng nhanh chóng hơn. Hiệu suất tiến triển càng nhanh hơn, cái gì ngươi học đều có thể cảm ngộ rất nhanh, bởi vì trong mộng có thể cung cấp cho ngươi điều kiện càng tốt hơn. Ta vốn cảm thấy rất kiêu ngạo bởi vì ngươi, cháu gái của ta, bởi vì ngươi trong mắt ta đã rất ưu tú. Cho dù khi ngươi nói với ta, ngươi gặp một người tên là Karen, ngay từ đầu nói hắn giống như ngươi, về sau còn nói hắn mạnh hơn cả ngươi, bà nội cảm thấy chuyện này cũng rất bình thường. Trên thế giới này, luôn có một vài thiên tài chân chính, bọn họ có thể không cần dựa vào gì cả, nhưng có thể tỏa ra ánh hào quang của mình trên bầu trời, người mà bà nội luôn nhắc đến cũng là như vậy. Nhưng bây giờ, ngươi lại làm cho ta nhìn thấy, thì ra cái giấc mộng này của ngươi, ngươi vẫn chỉ xem nói là một nơi để nghỉ lại. Ha ha ha, Philomena, Finser, ngươi lãng phí. Không, ngươi làm nhục thiên phú và huyết thống của mình. Philomena hỏi ngược lại, có ý nghĩa gì sao? Dù sao tất cả đều chỉ đang chuẩn bị quần áo cho bà mà thôi. Ý của ngươi là, ngươi đã từ bỏ rồi sao? Philomena không nói chuyện, nhưng hai tay lại rủ xuống. Nếu như ngươi thật sự từ bỏ lời nói, vậy thì hôm nay bà nội sẽ cảm thấy thất vọng, thật sự vô cùng thất vọng. Được thôi, tất cả kết thúc. Phu nhân Finser giơ tay lên, phía trên bên trong bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy màu xám to lớn. Trong vòng xoáy ngay đang ngưng tụ một vệt sáng, đại biểu cho giấc mộng này kết thúc, cũng có thể gọi là thay đổi. Được rồi, âm thanh của một người đàn ông truyền đến. Finser quay đầu nhìn lại về phía sau trong vườn rau, xuất hiện một nam một nữ, một người là con trai của mình, một người là con dâu mình. Ha ha ha, ngươi ở trong giấc mộng của ngươi, còn tạo ra cha mẹ của ngươi sao? Ai, thật sự là một cô bé mãi mãi cũng chưa trưởng thành nhỉ. Mặt khác, rất xin lỗi phải nói cho ngươi, ngươi tạo nên cha ngươi cũng không tệ, nhưng mẹ của ngươi, nó không có khí chất như vậy, suy nghĩ của ngươi cũng hơi quá tốt đẹp rồi đấy. Mẹ! Người đàn ông nhìn chằm chằm vào phu nhân Finser. Phu nhân Finser khẽ nhíu mày, lập tức như đã ý thức được điều gì, cười nói, ha ha, đứa con trai chó của ta, vậy mà vẫn luôn sống ở trong giấc mộng của con gái mình sao? Mẹ, hãy thu tay lại đi, tất cả đều nên kết thúc. Đồ chó như ngươi cũng xứng đứng đó mà nói chuyện với ta sao? Ta không có đứa con trai như ngươi vậy. Đầu ngón tay của phu nhân Finser hướng xuống phía dưới, chùm sáng ngưng tụ ra trên màn trời kia trực tiếp chiếu lên trên người của Philomena. Các bạn đang nghe truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1819, nguyên rủa thật sự 4. Philomena không có tránh né, bởi vì đứng ở chỗ này cũng chẳng thể nào tránh né được.
Nhưng mà, sau khi chùm sáng chiếu xuống, Philomena vẫn đứng yên bên trong, không có chút biến hóa nào. Ngược lại là người đàn ông kia, chỉ thấy hắn ta đưa tay đẩy ra người vợ bên cạnh mình, bản thân thì bắt đầu hòa tan giống như tượng người sáp đặt dưới nhiệt độ cao. Mẹ, có thể kết thúc rồi. Người đàn ông vừa hòa tan vừa bước về phía của phu nhân Finser. Ánh mắt của phu nhân Finser ngưng lại, nói, thì ra đây không phải giấc mộng của đứa cháu nội ngoan của ta, nơi này là giấc mộng mà cha ngươi dệt ra cho ngươi. Đúng vậy, mẹ, đây là giấc mộng của ta, ngài để cho ta làm gì trong hiện thực thì ta sẽ để ngài làm thứ đó trong giấc mộng của ta. Ngươi thật đúng là một người cha tốt đấy nhỉ. Mẹ, thu tay lại đi. Người đàn ông té ngã trên đất, nhưng lại giống như là một con chó mà nằm sắp xuống dưới, cuối cùng ôm chặt hai chân của phu nhân Finser trong lồng ngực của mình. Mẹ, hãy thu tay lại đi. Ta không có khả năng thu tay lại, ai cũng không có tư cách ra lệnh cho ta thu tay lại. Ta vì một ngày này đã chuẩn bị biết bao nhiêu năm. Cơ thể của người đàn ông đang từ từ hóa thành một bãi bùn nhão, mà cái mộng cảnh này cũng bắt đầu dần dần trở nên tối tăm. Ánh mắt của phu nhân Finser nhìn về hướng Philomena, cháu gái ngoan của ta, giấc mộng của ngươi, rốt cuộc là ở nơi nào đây? Ngài mệt mỏi rồi. Philomena nói, có lẽ hôm nay có thể kết thúc, ta muốn tổ chức tang lễ cho ông ấy. Nhìn xem, ngươi lại ấu trĩ nữa rồi đấy. Hắn trong mắt của ngươi hẳn là đã chết từ lâu, trong nhận thức của ngươi vốn cũng không nên có vai diễn của một người cha này, ngươi cũng không cần nó. Đúng, ta đúng là cảm thấy mệt mỏi, nhưng chính là bởi vì ta mệt mỏi cho nên ta càng không muốn chờ đợi thêm nữa. Hôm nay ta muốn hoàn thành nguyện vọng của ta, hôm nay ta muốn kết thúc nguyền rủa của nhà Finser. Hôm nay là ngày mưa, ta muốn ngày mai mưa tạnh. Phu nhân Finser giơ cánh tay lên, trời không được phép tối, ta không cho nó kết thúc, ai cũng không cho phép rời đi. Vốn dĩ mộng cảnh bởi vì người đàn ông đã tiêu vong mà cũng dần dần biến mất, nhưng bởi vì phu nhân Finser khống chế, gượng ép dừng lại quá trình sụp đổ. Đúng lúc này, bãi bùn nhão phía dưới đất kia, khuôn mặt một người đàn ông lại trồi lên, hắn cao giọng hô, ác mộng cầm tù. Sự chuyển động của không gian bốn phía vào lúc này ngừng lại. Cái mộng cảnh này bây giờ là do phu nhân Finser chống đỡ, cho nên cũng tương đương như với việc phu nhân Finser đang tiến hành cầm tù chính bản thân mình. Con trai ngoan của ta, làm tốt lắm. Phu nhân Finser vừa dứt lời, Philomena đã giơ tay lên, trên một tấm ván gỗ của căn nhà gỗ nhỏ sau lưng. Bỗng nhiên hiện ra màu đỏ khiến người ta sợ hãi, hóa thành một chùm sáng, trực tiếp bay vụt về hướng của phu nhân Finser như một ngôi sao băng. Đây là... thứ gì? Phu nhân Finser bây giờ mặc dù không cách nào hành động, nhưng bà ta vẫn muốn giơ tay lên nhằm ngưng tụ ra vật cản để ngăn lại nguồn sáng đang vút về phía của mình như cũ. Bởi vì bản năng của bà ta phát giác được sự đáng sợ của nguồn sức mạnh này. Nó mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng nó lại thuộc về sức mạnh của một cấp bậc khác. Trên hòn đảo tế tự kia, khí linh của xương nữ thần Ám Nguyệt đã để lại một phần sức mạnh của mình trong mộng cảnh của Philomena, bởi vì khí linh thăm dò được bí mật Philomena, bị cảm động. Giờ phút này, Philomena cuối cùng mang ra món quà đó. Chùm sáng màu đỏ trong chốc lát xuyên thấu tất cả phòng ngự của phu nhân Finser, gần như không chút trở ngại nào mà xuyên qua cơ thể của phu nhân Finser. Cơ thể của phu nhân Finser khom về phía trước, miệng há mở. A, âm thanh rung động không ngừng phát ra từ trong cổ họng của bà ta, trên cơ thể của bà ta cũng xuất hiện từng cái khe hở màu đỏ, bên trong như có ánh lửa đỏ hiện ra. Bãi bùn nhão trên đất vào lúc này hoàn toàn tràn ra, giống như là xuất hiện một cái đường hầm, màu đen ở bên trong đang lượn lờ ở phía bên ngoài. Phu nhân Finser theo bản năng mà cúi thấp đầu, nhìn xuống dưới chân của mình. Philomena thì xuất hiện ở trước mặt phu nhân Finser, dùng tay đánh vào trước ngực của bà nội mình, sau đó mình và bà nội cùng ngả về sau, cả hai cùng chìm vào vùng màu đen phía bên dưới. Ông, phu nhân Finser dần dần thích ứng với bóng tối trước mắt, nhưng mà điều này cũng không có gì ý nghĩa, bởi vì ở chỗ này, ngoại trừ bóng tối thì cũng không còn gì tồn tại. Đây chính là giấc mộng thật sự của ngươi sao? Đúng vậy, bà nội. Âm thanh của Philomena truyền ra, giống như là ở phía trên, lại giống như là ở phía dưới, tóm lại, như đang lảng vảng khắp nơi xung quanh. Một giấc mộng như thế này, lại là có ý gì đâu? Không có ý nghĩa gì, từ lúc còn nhỏ, ngài đã bắt ta nằm mộng, nhưng ta đã khổ não rất lâu. Bởi vì ta không có giấc mộng nào để mơ đến,
cha vừa liếm láp tay của ta vừa dẫn theo ta tiến vào giấc mộng của ông ấy. Nhưng đó cũng không phải là của ta, mặc dù ta cực kỳ thích nơi đó. Trên thực tế, trong giấc mộng của ta vẫn luôn trống rỗng, ta không biết nên bổ sung gì vào trong. Cũng không rõ phải bỏ gì vào thì mới thích hợp, không chỉ không có người nào thích hợp, thậm chí ngay cả màu sắc phù hợp cũng không tìm được. Nhưng ta cực kỳ thích nơi này, ở chỗ này, ta không cần bị bất cứ kẻ nào nhìn chằm chằm vào, ta có thể thỏa thích ở lại nơi này mà không cần lo lắng bị quấy rầy. Mỗi một lần rời khỏi nơi này để ra ngoài, ta đều sẽ phân vân thật lâu, ta sẽ tự hỏi mình, nơi này tốt biết bao, vì cái gì ta còn cần ra ngoài. Nhưng ta nhớ rằng bà nội ngài đã từng nói, xem hiện thực như giấc mộng, xem giấc mộng như hiện thực, đúng vậy, không sai. Nếu như ta không đi ra, cảm nhận sự đáng sợ của ác mộng, làm sao có thể rõ ràng được sự tốt đẹp của nơi này. Mỗi một lần, ta đều mang theo suy nghĩ sẽ thoải mái hơn khi quay trở lại đây trước khi ra ngoài. Ngài là vị khách thứ nhất tới thăm, bà nội, ta rất vinh hạnh. Bốp! Một tiếng vang truyền ra, trên mặt phu nhân Finzer xuất hiện một vết roi rõ ràng. Chương 1820, Nguyên rủa thật sự, 5. Nhưng bà ta cũng không có tức giận, ngược lại mang theo một chút hưng phấn mà nói, ha ha, cháu gái của ta, ngươi rốt cục muốn ra tay với bà nội của mình rồi đấy sao? Đây là bà nội mà ngươi yêu quý nhất đấy. Đúng vậy, ngươi để cho ta trở nên cực kỳ suy yếu, đứa con trai chó của ta không tiếc dùng bản thân mình như ngọn đuốc để dẫn lửa cháy lên người của ta. Bốp, lại là một vết roi xuất hiện ở trên người của phu nhân Finzer, phần váy trên bờ vai rách ra, để lộ cơ thể đã khô quắt. Phu nhân Finzer lại trở nên càng thêm hưng phấn, bà ta cúi đầu nhìn thoáng qua cơ thể của mình, nâng hai tay lên, vuốt ve cánh tay của mình. Ai, ngươi biết không, mỗi lần trông thấy cơ thể của ngươi, bà nội đều sẽ rất hâm mộ. Tuổi trẻ là thứ mà tất cả mọi người đã từng có, thứ đầu mình từng có trôi qua khỏi tay, lại nguyện ý không tiếc trả giá tất cả để lấy nó lại. Bốp, bốp, bốp. Vết roi, từng vết xuất hiện trên cơ thể của phu nhân Finzer, nhưng bà ta vẫn đứng yên ở đó như cũ, giống như là dạng đá ngầm giữa biển khơi, lù lù bất động. Ha ha ha. Cuối cùng, phu nhân Finzer phát ra tiếng cười một lần nữa, bà ta mở miệng nói, cháu gái, cơ hội mà ta cho ngươi. Nhưng ngươi không làm được, hàm răng của ngươi còn chưa đủ sắc nhọn, bà nội đã già rồi, nhưng ngươi vẫn không gặm được ta sao? Phu nhân Finzer hướng về phía trước, vươn tay ra, ra đi, cháu gái của ta. Một ngọn lửa màu xám bay lên từ trên người của phu nhân Finzer, màu đen bắt đầu bị áp chế, đường vân màu xám từng bước bao trùm. Mặc dù đã bị suy yếu, chịu đựng sát chiêu, bước vào cạm bẫy, phu nhân Finzer tiếp đón tất cả, nhưng nền tảng của bà ta vẫn là quá thâm hậu. Bên trong bóng tối, thân hình của Philomena bị kéo ra ngoài, cơ thể của cô trần truồng mà đứng ở đó, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Đây là sự chênh lệch làm cho người ta tuyệt vọng, giống như là con kiến đòi khiêu chiến con voi. Cho dù voi đã dẫm vào trong hố sâu mà con kiến đã đào sẵn từ trước, thế nhưng là, điều này thì có ý nghĩa gì chứ? Cơ thể thật tốt đẹp, thanh xuân đẹp đẽ để biết bao người phải say mê đây này. Ngọn lửa trên người của phu nhân Finzer đang không ngừng cháy lên, cùng lúc đó sự bao trùm của bà ta đối với mộng cảnh này càng lúc càng lớn. Giống như khi tiến hành nắm giữ mộng cảnh lúc trước vậy, cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Sau khi trải qua một hồi trầm mặc ngắn ngủi, Philomena bắt đầu giãy giụa. Cô bắt đầu gào thét, cô bắt đầu gầm lên, cô bắt đầu cuồng loạn. Tốt, rất tốt, cháu gái của ta, sao có thể cứ nhận thua đơn giản như vậy được, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tức giận đấy chứ, thì ra ngươi cũng biết tức giận, ha ha ha. Tốt, khi còn bé lúc ngươi khóc giống, ta không có bồng ngươi, cũng không muốn dỗ ngươi. Bây giờ, ta muốn dỗ dành ngươi một lần cuối cùng. Cũng như thế, đền bù tiếc nuối sau cùng giữa bà cháu chúng ta, được chứ? Phu nhân Finzer giang hai cánh tay, đối diện, mặc cho Philomena giãy giụa như thế nào, cơ thể của cô vẫn đang không ngừng dựa sát về phía bà nội cô như cũ. Cơ thể khô quắt già nua, vị trí lồng ngực, từ từ xuất hiện một vết nứt, hai bên xương sườn giống như là miệng của một con côn trùng, bắt đầu mở ra, những giác hút như đang nghênh đón sinh mệnh mới. Nên kết thúc rồi cháu ngoan. Ầm, giống như là có thứ gì bị đạp ra. Ngay sau đó, rầm rầm. Những sợi xích nhanh chóng di chuyển,
trực tiếp bao phủ cơ thể của Philomena, đồng thời càng có một sợi xích vắt ngang giữa phu nhân Finser và Philomena. Ở sau lưng nó, xuất hiện bóng dáng của Karen. Khục khục, khục khục. Karen dùng mu bàn tay che miệng, bắt đầu ho khan. Anh vốn là muốn nói gì đó, nhưng bây giờ, vết thương linh hồn vẫn khiến anh phải ho khan. Nếu biết trước thì trước lúc vào, không, trước lúc ngồi lên trên cái ghế trong phòng khách, thì nên hút thêm mấy điếu thuốc lá, hoặc là trước tiếp rút mấy điếu ra rồi cắm vào trong mồm. Mặc kệ như thế nào, thì vẫn tốt hơn là phải ho ở trong này. Phu nhân Finser nghiêng đầu, rất là không hiểu và đồng thời cũng rất tò mò nhìn Karen, người. Vào bằng cách nào? Karen ho khan xong, mở miệng nói, cứ như vậy mà vào thôi. Ha ha, giác hút trước ngực phu nhân Finser bắt đầu dần dần thu hồi. Cuối cùng, thì hai bên xương sườn cũng khép lại như cũ, vậy cũng tốt, còn có thể cho ta thêm một món khai vị trước món chính. Karen nhẹ nhàng giơ tay lên, xiềng xích trật tự đang bao phủ Philomena ở sau lưng trong nháy mắt dùng lực, chỉ nghe ầm một tiếng, giam cầm Philomena trực tiếp bị phá vỡ. Đội trưởng, Philomena đi tới bên cạnh Karen, còn bước về phía trước một bước, đứng ở trước người Karen. Khục khục. Karen lại ho khan, chờ đến sau khi ho xong, vừa theo thói quen dùng mu bàn tay nhẹ nhẹ lau sạch khóe miệng vừa nói, không có quy tắc, đứng ở đằng sau đi. Philomena sửng sốt một chút, nhưng vẫn là lựa chọn lui lại, đứng ở bên cạnh Karen. Điếc à, Philomena lui lại lần nữa, đứng ở sau lưng Karen. Mà một màn này, tất cả đều rơi vào trong mắt của phu nhân Finser, bà ta mở miệng nói, xem ra cháu gái của ta rất nghe lời của ngươi. Ta dù sao cũng là cấp trên của cô ta. Có đôi khi, một người phụ nữ có thể gặp được một người đàn ông để mình cam tâm tình nguyện nghe lời cũng rất không dễ dàng. Ngài lạc đề rồi lão phu nhân. Karen thở dài, để ta giúp ngài ra đi. Giúp ta? Ngươi nói cái gì vậy? Ngài hiểu mà. Karen cười cười, giúp ngài giải thoát đấy. Tốt, rất tốt, ta hy vọng ngươi có thể có năng lực mà nói những lời này. Sẽ không để cho ngài phải thất vọng. Vậy thì, thử xem một chút đi. Phu nhân Finser đưa tay chụp về phía Karen. Trong chốc lát, Karen cảm giác được bên cạnh mình giống như là có cái bàn tay khổng lồ đang nắm về phía mình. Từng sợi xiềng xích trật tự bắt đầu hành động, giống như là từng cây trường thương, trực tiếp phóng tới bốn phía, sau đó tất cả đều phát lực, giúp Karen chống đỡ được cục diện xung quanh. Nhưng rất nhanh, áp lực càng mạnh hơn truyền đến, gấp đôi lực ban đầu. Ngay sau đó, tiếp tục gấp đôi lên. Từng sợi xiềng xích trật tự bắt đầu đứt đoạn, lực nén đáng sợ lại vô hình bắt đầu tiếp tục ép về phía Karen. Nơi này, dù sao cũng không phải không gian ý thức của Karen, nơi này là mộng cảnh của Philomena. Phu nhân Finser không phải tiến vào sân nhà của anh, cho nên ở trong tình hình này, phương pháp có tác dụng mà Karen có thể dùng cũng không nhiều. Dù vậy, Karen cũng không bối rối, mà là nhìn về hướng mu bàn tay của mình. Mặc dù anh không muốn dùng đến món đồ kia, nhưng không có cách, xem xét trước mắt, chỉ có cái lưỡi hái kia là thích hợp nhất để sử dụng ở nơi này. Cũng may, lần này mình không cần dùng lưỡi hái để tự chém mình. Karen đang ngồi trên ghế trong hiện thực, dấu ấn của lưỡi hái chiến tranh trên mu bàn tay bắt đầu lấp lóe. Các bạn vừa nghe xong tập 182 của bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.